Trong một cái ao tù, suốt nhiều thế hệ, có một gia tộc nhà vịt trời vẫn luôn định cư ở đây. Người bố Hackman luôn giữ quan điểm của ông ta là ngôi nhà của họ rất an toàn. Ông dặn dò các con không được vượt quá phạm vi của cái hồ. Loài vịt có những kẻ thù truyền kiếp, một trong số đó là loài chim diệc. Chúng nhanh nhẹn, nguy hiểm và luôn rình rập để sơi tái bất cứ con vịt nào trong tầm mắt. Trái ngược với người bố cẩn trọng là một người mẹ với tinh thần lạc quan, bà Pam luôn động viên các con theo hướng tích cực. Linh và Đạt chỉ ở trong cái ao kể từ khi chúng được sinh ra. Nhưng rồi một ngày nọ, những đàn vịt di cư xuất hiện trên bầu trời, truyền cảm hứng cho các con của Hackman, khiến chúng khao khát muốn khám phá thế giới bên ngoài. Một đàn vịt rời đang trên lộ trình trú đông xuôi về phía nam. Ở đây, Đạt lần đầu gặp Kim, một cô vịt rời với tính cách hòa đồng. Cô nhóc gợi ý gia đình của Đạt có thể nhập đàn cùng với họ và hứa hẹn về một chuyến đi vô cùng thú vị. Điểm đến là Jamaica, nơi có một cánh đồng phát sáng lung linh tuyệt vời. Bà Pam tỏ ra vô cùng hào hứng về thành ý của những vị khách, nhưng ông Hackman đã chen ngang vào để dập tắt đi cái suy nghĩ viển vông của gia đình mình. Đàn vịt bay đi trong sự tiếc nuối của Đạt. Linh, em xin lỗi vì anh không thể có con với chị ấy. Trong khi ông Hackman thì lại cảm thấy rất tự mãn về hành động bất lịch sự vừa rồi, khiến cho nóc nhà của ông nổi cơn thịnh nộ. Ngay lập tức, một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra. Bà Pam thể hiện quan điểm muốn rời khỏi cái tổ rách và được các con ủng hộ nhiệt tình. Sau cuộc tranh luận, ông Hackman đã dành cả buổi để tự vấn bản thân, cho đến khi ông bị thức tỉnh bởi tiếng ngáy của ông Bogdan. Chứng kiến cuộc tranh luận của vợ chồng nhà Hackman, Bogdan cho rằng Hackman đã đúng, họ không nên rời khỏi cái tổ và nên hài lòng với những gì mình đang có. Vốn tưởng đã được an ủi bởi một người có chung lý tưởng, thì ông Man lại nhận ra Bogdan chính là kết quả điển hình cho việc nếu ông còn ở lại cái ao tù này. Một người già neo đơn mắc bệnh béo phì và hài lòng với cuộc sống thoát vị đĩa đệm trôi giạt khắp bờ hồ, nói chung là nát hết cứu. Sau khi ngộ ra chân lý của cuộc sống là đi một ngày học một sàng khôn, đôi mắt của ông Man như nở hoa. Vào chính khoảnh khắc này, ông đã đưa ra một quyết định mà trước đây ông chưa từng nghĩ đến, là cho cả gia đình tham gia một cuộc di trú quy mô lớn đến Jamaica. Linh thuyết phục ông Bogdan tham gia bằng giao diện cute for my que của mình. Sau đó, họ cùng nhau tiến ra cái hồ, xuyên qua làn sương mù mờ ảo, tiến hành bước kiểm tra động cơ và phi thẳng lên bầu trời. Quả nhiên việc rời khỏi cái ao làng quen thuộc, đem lại cảm giác thực sự sảng khoái và mới mẻ. Nhưng giây kế tiếp, họ lại nghi ngờ về chiếc la bàn rách của ông Hackman, khi những đàn vịt khác lại bay ngược theo hướng di chuyển. Hóa ra, chúng đang tránh một cơn bão sắp ập đến. Bà Pam cố trấn tĩnh các con, đây là chuyện thường trong bất cứ cuộc phiêu lưu nào. Bác đen, và chúng ta sẽ đai. Trong khi ông Hackman thì cố gồng cơ mặt để tỏ ra là mình đang rất lạc quan. Đúng lúc này, một móng vuốt sắc nhọn như dao cạo chợt xuất hiện, và nó thuộc về một con chim diệc, đem lại cảm giác không mấy an toàn. Thấy gia đình Hackman có vẻ tím tái vì cái lạnh, con chim diệc liền ngỏ ý muốn đưa họ về nhà để chăm sóc, nơi họ gặp lão chim diệc Harry. Linh tính mách bảo, Hackman liền tìm cách từ chối sự giúp đỡ. Nhưng Erin vốn dĩ là một người rất hiếu khách, bà ta chuẩn bị chỗ ngủ cho gia đình Hackman và tiết lộ Harry là một cao thủ săn mồi, ông ta có thể tóm gọn con mồi chỉ với một cú mổ sấm sét. Tuy cơ thể đã già yếu nhưng thân thủ thì không tầm thường chút nào. Sau đó, bà Erin quăng một cái chảo xuống nước và nói, đây là giường của các bạn. Bà Pam vì không muốn chủ nhà phận ý, liền hối cả gia đình lên thớt. Ông Hackman vẻ mặt tái nhợt, xem ra vị khách trước vẫn còn vương vấn ở đây. Khi cơn bão đã qua đi và hai vợ chồng nhà chim diệc đã say giấc, Hackman liền hối cả gia đình mình mau chóng đánh bài chuồn. Nhưng ý đồ của họ đã bị phát giác, Erin và ông chồng què quặt của bà ta liền lộ rõ bản chất của thú săn mồi. Hackman và vợ liền bay vào ngăn cản, nhưng nỗ lực của họ đã thất bại. Erin tiến đến chỗ lũ trẻ, vung móng vuốt sắc nhọn, nhưng là để tóm một con cá chê béo ú lao lên từ dưới nước. Lúc này, Hackman mới nhận ra chim diệc không hề xấu xa như ông nghĩ. Erin đã cứu các con của ông và họ chẳng cần phải lo ăn gì vào sáng mai. Kế đó, ta thấy cảnh chim diệc và vịt về chung một giường. Sáng hôm sau, Erin tạm biệt lũ trẻ bằng một cái ôm tắt thở và bo nớt thêm vài cái hôn đầy thèm thuồng. Cháu thật thơm ngon, làm ta liên tưởng đến món vịt quay Bắc Kinh hồi đó quá. Sau màn tạm biệt rớt nước miếng, gia đình nhà Hackman tiếp tục hành trình đến Jamaica. Họ vẫn không ngừng cảm thán về một đêm điên rồ cùng với kẻ thù truyền kiếp và con cá chết sình thối rình dưới bờ mông của ông Hackman. Quay trở lại hành trình di cư, xuyên qua những đám mây hồng thơ mộng, một chấm đỏ chợt xuất hiện ngay trước mắt. Những tòa nhà chọc trời dần can lồ lộ, khiến cho gia đình nhà Hackman không khỏi hoang mang tột độ, đến mức ông Hắc tí thì quên là mình có cánh. Sau một hồi lay hoay trong làn xe cộ tấp nập, gia đình nhà Hackman có màn tiếp đất tuông thẳng vào bãi rác. Nóc nhà là nơi họ có thể quan sát toàn bộ thành phố một cách rõ ràng nhất. Cách đó không xa, ông Bác Đen đang tìm cách thoát ra khỏi kẽ hở của cần cẩu. Xui cho ông ta là lại vướng phải một cái rẻ lau của nhà ai đang phơi. Rồi, bác đã sống một đời vẻ vang. Hạ cánh đâu đó trong công viên, Bác Đen tiếp đất ngay cạnh một chiếc bánh kẹp phô mai thơm lừng. Mời bạn cùng ăn nha.
Nhưng miếng ăn vừa tới mồm thì đám chim bản địa lại xuất hiện đòi chia chác. Vậy là một cuộc hỗn chiến không cân sức đã diễn ra. Gia đình nhà Hắc-man tức tốc bay đến để giải cứu cho bác đen. Trong lúc hai bên đang giao tranh khốc liệt, ông Hắc vô tình xúc phạm đàn chim Hải Âu là đồ mập bíp rác rưởi. Câu nói này lập tức khiến cho một bà chim què quặt núp sau cái lùm cống chợt nổi điên, thủ lĩnh của đám chim bị ngài heo nhập. Tuy ngoại hình không có gì đặc sắc, nhưng chăm lại có thần thái giang hồ mõm nên rất được lòng các anh em. Hóa ra trước đó đám vịt ở công viên luôn dành phần ăn của chim Hải Âu, nên chăm đã có ác cảm với họ từ sẵn. Cho rằng ông Hắc đang body Samsung cực mạnh, chăm liền súm lại để nói lý lẽ. Đến mức đối phương chỉ cần thở ra câu nào là muốn cho ăn vả ngay câu đó, mày thích dê, thích bánh kẹp lợn dê đấy. Để xoa dịu căng thẳng giữa đôi bên, bà Pam liền gợi ý về việc chia sẻ chiếc bánh kẹp. Đám chim sau khi được thỏa mãn chiếc bụng đói, thái độ cũng tỏ ra hòa nhã hơn hẳn. Bồ câu chúng tôi có tấm lòng bao dung lắm, phải không các chim? Chắc chắn rồi, ai chẳng muốn mình sinh, ai chẳng muốn lên sóng được lung linh. Để chứng minh cho điều đó, chăm liền gợi ý giúp đỡ gia đình Hắc-man với bất cứ yêu cầu nào. Sau khi biết được họ đang muốn tìm đường đến Jamaica, chăm đề cập về một anh bạn biết rõ đường đến đó. Bà ta dẫn gia đình Hắc-man tiến ra ngoài đường phố và tự tin khoe rằng mình rất hiểu rõ nơi này. Thôi nào mấy chim, cứ bám theo tôi là mọi thứ sẽ an toàn thôi. Kết quả là bà chim bị cán không trượt phát nào. Băng qua một góc phố huyên náo lồng lộn chấm bi, chăm dẫn gia đình nhà ông Hắc đến một nhà hàng có tên Kiwapi, nơi anh vẹt Duroy đang bị giam cầm. Chủ của anh ta là một tên đầu bếp khét tiếng, cứ mỗi lần nhắc đến Jamaica là anh vẹt lại cảm động gớt nước mắt. Trong lòng luôn nung nấu một nỗi nhớ quê hương và gia đình da diết. Cảm động trước hoàn cảnh của Duroy, đạt ngỏ ý muốn giải thoát cho anh vẹt. Nhưng trước hết họ phải lấy được chìa khóa từ tên bếp trưởng, một nhiệm vụ chẳng khác nào tự sát, chỉ cần bị tóm là họ sẽ lập tức biến thành món vịt tứ xuyên. Cho rằng hành động đó quá nguy hiểm, ông Hắc quyết định sẽ một mình thực hiện. Sau khi thành công đột nhập vào khu vực bếp chót lọt, cảnh tượng đập vào mắt là tên bếp trưởng đang vung dao để chọn lọc món ăn, những thứ khiến hắn không hài lòng sẽ lập tức bị loại bỏ. Âm thầm quan sát từ phía xa, ông Hắc đã phát hiện ra chiếc chìa khóa. Trong lúc lén lút tiếp cận mục tiêu, ông được bà Bam hỗ trợ. Nhưng vào đúng khoảnh khắc bà Bam sắp cạp được nó, thì ông Hắc lại bị món vịt tứ xuyên dọa cho thụt cả lưỡi vào, cơ thể cũng vì vậy mà mất kiểm soát. Kết quả khiến cho kế hoạch của cả hai bị phát giác. Tên đầu bếp lập tức truy sát họ, hắn nhanh chóng tóm được vợ chồng ông Hắc, nhưng lại bị tên đàn em tặng cho cái đít chào như bổ củi. Thành công tẩu thoát qua đám đông với điệu nhảy samba ngẫu hứng, vợ chồng ông Hắc tức tốc quay trở lại giải thoát cho Duroy. Ngứa mắt trước cảnh ông Hắc nhét chìa khóa không trúng phát nào, ông bác đen liền tiện tay vỗ cái bốp. Kết quả, đã đen lại còn gặp phải thằng báo, ông Hắc nuốt luôn chìa khóa. Bên ngoài, tên bếp trưởng đã vượt qua đám thực khách để quay trở lại phòng làm việc, chăm nhanh chóng khóa chốt để vớt vát thêm chút thời gian, trong khi bà Bam cùng các con ra sức đạp với hy vọng cứu vãn được tình hình. Ngay khi tên bếp trưởng phá được cửa xông vào, thì không khí chợt trở nên yên tĩnh đến lạ. Hóa ra, gia đình nhà Hắc-man đã kịp chồng chất lên nhau để núp sau cái cột. Nhưng xui cho họ là quả bóng lại bị thủng một lỗ, nỗ lực tránh bị lộ tẩy của ông Hắc đã thất bại. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, nhờ vào tai nạn hy hữu này mà họ đã thoát khỏi sự truy đuổi của tên bếp trưởng, đồng thời giúp Duroy được giải thoát khỏi cái lồng. Sau phi vụ giải cứu đầy ngoạn mục, ông Hắc được công nhận là người có lòng can đảm. Sau đó, Duroy đồng ý trở thành người chỉ đường giúp họ thẳng tiến đến Jamaica, sẽ mất vài tiếng vỗ cánh men theo đất liền. Liệu các bạn có thắc mắc, những đàn chim đang bay chúng sẽ đi vệ sinh như thế nào không? Thông thường chúng sẽ thả bom ở bất cứ đâu mà chúng thích, nhưng những chú chim non thì thường không thô bỉ đến như vậy. Đó là lý do dây kế tiếp, ta thấy tổ đội vịt rời phải xếp hàng đợi một đứa trẻ đi. Vô tình thay, nơi Linh đặt cái bàn tọa để thư thái, lại là một cánh cửa dẫn đến chốn bồng lai tiên cảnh. Xuyên qua một đường hầm tăm tối, họ phát hiện ra những chú vịt công nghiệp đang tập yoga ở đây, chúng đều trông rất mập mạp và có vẻ hòa nhã. Một người đại diện có tên Gogo giới thiệu rằng đây là mái nhà mà bất cứ con vịt nào cũng đều mơ ước. Hằng ngày, sẽ có hai nhân vật bí ẩn đến để mở cánh cổng dẫn tới thiên đàng. Khu vườn hòa tan, nơi những con vịt được đáp ứng đủ mọi loại hình vui chơi giải trí. Và tất nhiên thứ tối quan trọng nhất đó chính là hồ bơi, với hệ thống cầu trượt dài đê mê con TT. Gia đình nhà Hắc-man được mời ở lại nghỉ dưỡng bao lâu tùy thích, trong khi đàn vịt đang mải mê với những thú vui của chúng hàng ngày, thì bất chợt một chiếc xe tải xuất hiện ngoài khu vườn, và nó thuộc quyền sở hữu của tên bếp trưởng nhà hàng. Kế đó, ông Hắc-man vẫn đang mải mê chơi trò quần vợt bằng mặt cùng với cô con gái. Đạt lập tức cảnh báo cho Gogo rằng đây là một cái bẫy, đàn vịt công nghiệp sẽ bị làm thịt nếu chúng lên chiếc xe tải. Từ hồ bơi, ông Hắc-man cũng đã phát giác ra điều chả lành. Ông khuyên con trai quay xe và để người lớn giải quyết vụ này, nhưng Đạt thì lại không nghĩ vậy. Cậu ta lao ra ngoài để cảnh báo cho đàn vịt, kết quả là lại bị tên bếp trưởng gông cổ. Đứng trước hiểm nguy, ông Hắc không thể không ra tay. Đàn vịt cũng nhân thời cơ này mà bỏ chạy toán loạn, chúng lũ lượt kháo nhau bay lên trời và buộc phải hạ cánh khẩn cấp ngay sau đó, vì thể lực của đàn vịt nhà không cho phép.
Sau tai nạn, ông Hắc tỏ ra vô cùng gay gắt vì con trai đã không nghe lời. Họ xém nữa thì đã trở thành đĩa mồi ngon. Ba không cần con giúp, cái ba cần là con phải nghe lời, hiểu chưa Đạt? Sự to tiếng này không giúp cho Đạt tỉnh ngộ, mà vô tình lại khiến cho hai cha con trở nên xa cách. Khi màn đêm buông xuống, lúc này đàn vịt đã chìm vào giấc ngủ say, nhưng chúng không ngờ rằng kẻ thù vẫn đang lùng sục ở khắp mọi nơi. Trong khi Đạt tự ái, thì tìm ra một góc và được cô em gái trấn an bằng một cái ôm. Đúng lúc này thì chiếc máy bay của tên đầu bếp chợt xuất hiện, nhưng khi đàn vịt nhận ra thì đã quá muộn, chúng đã bị tóm bởi một mảnh lưới có sức chứa vô cùng lớn. Ngoại trừ Đạt và Linh thì may mắn thoát thân, đàn vịt sau đó bị nhốt vào một cái lồng sắt và có khóa bảo mật an toàn, riêng ông Hắc và vợ thì bị nhốt riêng. Nhìn vẻ mặt tâm đắc của tên đầu bếp, có thể thấy hắn đã nghĩ ra món ăn cho bữa tối. Cùng lúc này, trong lúc Gwen đang gào thét trong toilet, thì Đạt vẫn cố nâng đôi cánh tàn phế của mình lên, với hy vọng biến chúng thành động cơ phản lực. Bên này, bà Pam cũng tỏ ra hoang mang không kém, và cho rằng ngay từ đầu họ không nên tham gia chuyến phiêu lưu. Có thể ông Hắc đã đúng, cái ao vẫn là nơi an toàn để định cư. Nhưng ông Hắc không nghĩ vậy, ông lên cót tinh thần cho vợ một cách hùng hồn, và nhận ra là họ có thể thò chân ra khỏi cái lồng. Nhưng việc phối hợp không ăn ý rất dễ khiến ý đồ bị bại lộ. Lúc này, bác Đen gợi ý rằng, vợ chồng ông Hắc phải phối hợp với nhau giống như thể họ đang khiêu vũ vậy. Phương pháp này quả thực rất hiệu quả, nhưng khi họ sắp chạm được vào cửa lồng, thì lại bị tóm lại bởi tên đầu bếp. Bà Pam liền cạp vào cái mũi phế vật của tên này, khiến hắn tỏ ra vô cùng đau đớn. Ngay sau đó, đàn vịt cũng không chịu ngồi yên, chúng ném chỗ cà chua thối trong lồng để yểm trợ. Những lúc hiểm nguy như thế này, quả thực ông bác Đan rất có tác dụng, tên đầu bếp sau đó phải hứng chọn một màn bắn phá tả tơi, kết quả là bị knock out bởi một quả đạn trái bí. Nhưng cú ngã của hắn đã vô tình giải phóng chiếc cửa, khiến vợ chồng nhà ông Hắc lại rơi vào nguy hiểm một lần nữa. Những cố gắng bám trụ của ông Hắc không được đền đáp, khi họ vẫn phải chấp nhận rơi tự do trong tuyệt vọng. Nhưng nhìn xem, đó là đôi cánh tái chế của Đạt, cậu ta đã có thể sử dụng lại chúng một cách mượt mà. Đạt và em gái sau đó phối hợp mở chốt khóa của cửa lồng, thành công giải thoát cho bố mẹ. Cùng lúc này, đàn vịt trên chiếc máy bay cũng tự giải thoát cho bản thân và tụ họp lại trên bầu trời. Dưới sự chỉ dẫn của Delroy, chúng tiếp tục hành trình hướng đến Jamaica, nhưng được một lúc sau thì Delroy nhận ra là họ đã đáp nhầm địa chỉ, do ông ta đã lưu lạc quá lâu. Đúng lúc cả bọn đang tỏ ra ngán ngẩm, thì mặt nước bất ngờ phát sáng, một trong số ít những điều mà họ biết có ở Jamaica, điều này cho thấy họ đã đi đúng hướng. Khi ánh bình minh ló dạng, một hòn đảo chợt xuất hiện ngay trước mắt, nơi được cho là căn nhà mới của gia đình ông Hắc. Đạt sau đó được vinh dự trở thành thuyền trưởng của phi đội cò bay. Càng tiến sâu vào bên trong hòn đảo, cảnh sắc càng trở nên hùng vĩ tráng lệ. Ở đây, họ gặp lại gia đình nhà Kim, họ đã truyền cảm hứng cho gia đình ông Hắc thực hiện chuyến di cư này. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, chỉ khi vượt qua sự sợ hãi thì ta mới biết được, ngoài kia thế giới tươi đẹp biết nhường nào. Kết thúc phim, ông Hắc khiêu vũ cùng vợ trên bãi biển trong bản giao hưởng bất tận của Jamaica. Không lâu sau, họ cũng nhận nuôi thêm những thú cưng độc lạ trên hòn đảo và giúp đỡ dân tị nạn, một trong số đó là những chú chim cánh cụt đến từ Nam Cực. Bộ phim xin được phép khép lại tại đây, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên để lại bình luận cho mình biết về cảm nhận của các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.